Bây giờ chúng ta gọi lâu lâu mới gặp nhau lần, mười mấy năm mới gặp quý vị lần đúng không? Phải gọi lên, bởi vì lần mười mấy năm sau tôi sẽ không còn trên đời này nữa. Và bây giờ quý vị gọi được nào cứ gọi. Tiếp tục xin chào đón thưa ca sĩ Sơn Thủy ạ.